Đêm 30 tháng 11, vụ tai nạn xảy ra tại cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Lúc này, xe đầu kéo do tài xế PXG, sinh năm 1983, ở Đại Từ, Thái Nguyên, điều khiển theo hướng Hà Nội - Thái Nguyên, khi tới km 29, chiếc xe bị nổ lốp trước. Tài xế G đã đánh lái và đỗ xe sát lề bên phải và có bật cảnh báo và đặt báo hiệu. Sau đó, ô tô con do chị NTTU, sinh năm 1967, ở Việt Trì, Phú Thọ, cầm lái khi tới địa điểm trên đã tông trực diện vào xe đầu kéo. Tại hiện trường, ô tô con biến dạng phần đầu. Chiếc xe đầu kéo đỗ lấn ra làn đường di chuyển do làn dừng khẩn cấp của cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên chỉ rộng 1,5m. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, vụ tai nạn khiến nữ tài xế xe con bị thương nặng. Chị được đưa đi cấp cứu sau đó. Cơ quan này cho hay đoạn đường xảy ra tai nạn là đoạn đường hẹp, không đủ tiêu chuẩn. Trước đó, Bộ Công an đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải về những bất cập của hàng loạt cao tốc. Hiện lưu lượng trên tuyến đường này đạt 10.000 lượt xe ngày và có nhiều đoạn hư hỏng, xuống cấp mặt đường.